Thánh Gioan Leonardo, linh mục. Thánh Gioan Leonardo sinh năm 1541 tại Lucca, miền Tuscia. Từ nhỏ thánh nhân đã theo học ngành thuốc, nhưng rồi bỏ nghề. Ngài muốn làm linh mục. Năm 25 tuổi, ngài mới bắt đầu học tiếng Latin, triết học và thần học. Năm 1571, ngài được thụ phong linh mục. Hồi đó tại Lucca, tinh thần đạo đức của dân chúng lại còn bị hoang mang vì lạc thuyết mà Bernardino thành Siena gieo vải. Là linh mục trẻ còn đầy nhiệt huyết, cha Gioan đã tìm cách chấn hưng bằng việc chăm lo giảng dạy và ngồi tòa. Hơn nữa, cha còn lập hội giáo lý, quy tụ những người có thiện chí lo việc dạy giáo lý cho các trẻ em. Tuy nhiên, là giáo dân, các hội viên của hội giáo lý còn bị nhiều giới hạn và không thể làm được hết mọi việc. Năm 1574, Thánh Gioan Leonardo thành lập một hội dòng, đặt trụ sở tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 đã châu phê luật dòng, và Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 5 đặt tên cho hội dòng là Các Giáo Sĩ Mẹ Thiên Chúa. Năm 1621, Đức Giáo Hoàng Gregorio 15 đặt tu hội ngang hàng với các dòng tu kỳ cựu khác. Nhiệt tình của Thánh Gioan Leonardo và của hội dòng do ngài sáng lập đã mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Nhưng cũng vì thành công này mà ngài phải chịu rất nhiều thử thách. Cuối cùng, ngài đành phải chịu rời Lucca để về Roma. Tại đây, ngài được Đức Giáo Hoàng Gerondio 13 tiếp đón ân cần. Ngài cũng có dịp làm quen với Thánh Filippo Neri, là một người hiền hòa tận tụy. Thánh Gioan được nhiều người tín nhiệm, ngài còn giải quyết được nhiều cuộc tranh chấp khó khăn. Tại Roma, Thánh Gioan vẫn nuôi mộng truyền giáo. Cùng với Đức Hồng Y Bautista Vive, năm 1603, ngài góp phần đào tạo nhiều giáo sĩ, các sứ truyền giáo. Năm 1627, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8 chính thức thiết lập ngôi trường mà Thánh Gioan Leonardo đặt nền móng thành trường truyền giáo, quy tụ các chúng sinh từ các nước xa xăm. Ngày 9 tháng 10 năm 1609, Gioan Leonardo từ trần, trong khi nhiệt thành chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh dịch. Năm 1706, giáo hội mới lập hồ sơ phong thánh cho ngài. Năm 1861, ngài được nâng lên hàng Á Thánh, và năm 1938 được tôn phong hiển thánh.